Anh ơi, xem đang đi là màn hình liền, không thay màn Android được, có phương án nào không anh? Màn hình liền giống kiểu có Canival này gì? Mời anh em, có giải pháp luôn. Giải pháp ở đây là Android Box, bé thế này thôi á. Cắm phát 30 giây, biến cái màn zin này này thành màn Android. Anh em yên tâm nhá, không lo đục đẽo, chế cháo gì luôn. Việc của anh em á, chỉ là cắm, để gọn một chỗ và chờ. Giao diện thì tương đối đơn giản, Android 11 nhưng là Android gốc anh em nhá, cực kỳ mượt luôn. Chip Snap này, RAM 4GB và bộ nhớ tới 64GB, thoải mái cho anh em sử dụng. Có Việt Map này, có YouTube này, có Kiki này, có Netflix cho anh em này thích xem phim, có Navitel, có cả cửa hàng Play, có Google Map nếu anh em muốn tải thêm ứng dụng. Có Kiki rồi thì việc của chúng ta ấy chỉ là ra lệnh thôi. Mở video chế link. Nhận diện cực kỳ chuẩn. Đang mở video chứng minh. Ok không anh em? Quá tuyệt vời. Thử dẫn đường đi. Dẫn đường đến 218 tố hữu. Nhận diện quá tuyệt vời. Đang chỉ đường đến 218 tố hữu. Quá hay anh em ạ. Đơn giản như này anh em ạ, nhỏ nhưng mà có võ. Anh em nào thích á, tôi tặng luôn cho cái sim data 1 năm dùng miễn phí luôn nhá.